Bộ chơi trò kéo bong bóng nha, bộ chạy xe đạp mà kéo bong bóng theo nha. Rồi chạy đi con. Mọi lên xe mà chạy xe đạp mà kéo bong bóng đi con. Bong bóng của mọi có đủ thứ màu hết đó các bạn. Màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu vàng. Rồi chạy xe kéo bong bóng. Chạy nhanh lên con, bong bóng nó mới chạy được. Được không? Bị vướng cái áo rồi hả? Ồ, em mồi chạy kéo bong bóng. Quay xe lại con. Đi quay xe lại đây. Được không? Thôi đặt ngược không vậy? Đây thì vòng lại. Để lái qua. Rồi chạy đi. Cô bé chở bong bóng đi chơi nha các bạn. Nhanh lên, chạy nhanh lên con. Chạy chạy nhanh lên, thôi đi xuống tới đây chơi nè, chạy qua đây dẫn xe quanh đây. Rồi các bạn ơi, hôm nay muội đi chợ nha, muội mua quá nhiều bong bóng cho anh hai luôn. Đâu mẹ coi bong bóng rồi trời ơi. Bong bóng màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, quá chừng luôn. Trái dâu, con gà. Rồi, mua gì cho anh hai nữa vậy? Tại mua xịt tinh đấy hả? Mua cá nữa hả? Mua cá hộp. Mỗi mua cá hộp cho anh hai ăn nè. Mua xịt tinh cho anh hai uống nè. Mua trái quýt cho anh hai ăn nữa hả? Thôi về lọc quýt ra cho hai đứa ăn nha. Chịu không? Rồi mụi mua gì trên đây nữa đây? Giỏ mụi có gì đây? Rồi, xà lách nước ngọt, bánh tráng trộn, bánh tráng trộn. Rồi bánh gì nữa vậy? Bánh bò hả? Thôi về ăn đi, xách giỏ về ăn. Đi, đi. Đây, mẹ đón mụi nè, xách giỏ ra, đi về ăn. Để xe đó dẫn vô. Rồi bỏ lon cá vô. Bỏ cái này vô rồi con xách vô cho anh hai ăn nữa nha. Quýt cho anh hai uống. Sự tinh cho anh hai uống, quýt cho anh hai ăn. Nặng quá hả? Nặng quá, đưa đây mẹ xách giùm cho. Rồi đi vô. Các bạn ơi, đây cái giỏ mua đi chợ về một giỏ đồ luôn. Đi dẫn xe vô nè. Đâu vậy? Đi nhà trước hả? Kì vậy? À mà kêu con vô dẫn anh hai ra đây. Vô dẫn anh hai ra ăn nè. Ủa mùa dẫn không được hả? Sự tinh. Để ra. Ê cái cá đó để lát ăn cơm con rồi đây. Ăn cơm hả? Cá để lát ăn cơm. Snack bắp ngọt để làm. Giờ ăn snack bắp ngọt không? Bánh tán hả? Bánh tán trộn hả? Ăn quýt đi, ăn bánh bò nè muội. Ăn bánh bò đi. Bánh bò nè các bạn ơi, bánh bò chấm nước cốt dừa nè. Muội mua được tấm bánh bò chấm nước cốt dừa. À, tây quýt. Ăn bánh nóng trộn hả? Ở đây đi, hồi xách xuống nhà ăn. Rồi, rồi, mở bánh tráng trộn ra ăn đi con, mở kiến ra. Đi trời nắng quá hả? Đi trời nắng quá, mùi phải đeo mắt kính. Đây, bánh tráng trộn của mùi đây các bạn ơi. Mở ra đi con. Mở ra được không? Đây mẹ mở cho. À, cái này là để đổ muối ra chấm nè. Đây, muối nè các bạn ơi. Chấm vậy ăn được phải không? Rồi để đổ muối ra đã. Lấy cái tay con đi. Rồi. Rồi tới nước này là nước me nè. Nước me. Ăn cay á, mùi ăn được không? Ngon. Ngon hả? Tính chỗ ơi mẹ đổ ra. Chấm ăn. Rồi, ngon quá. Rồi chấm ăn đi. Chấm coi có cay không? Mùi ăn thử có cay không? Tăng trộm
Còn chứ người ta đâu trộn đâu bánh tráng không nè, người ta cho cái nước này để chấm ăn. Mày ăn thử coi cay không con? Anh Hai kìa, kêu anh Hai ra ăn chung luôn. Cay quá. Cay hả? Thôi cay khỏi chấm, gan bánh tráng không. Đi dẫn anh Hai ra nha. Đi Máu, đi ra. Rồi anh Hai ra nè, đó em cho anh Hai ăn đó. Anh Hai bỏ miệng anh Hai ăn nha. Giỏi lắm, hai anh em giỏi lắm. Mỗi anh Hai ăn hết rồi kìa con. Cho anh Hai miếng nữa con. Ngon. Ngon quá hả? Anh Hai ăn có ngon không? Ngon, yeah. Rồi mỗi cho anh Hai miếng nữa à. Cho anh Hai miếng nữa nha. Đây, cho anh Hai miếng nữa nè. Rồi anh Hai bỏ vô miệng đi. Bỏ miệng đó con. Đỏ hết trơn rồi hả? Thôi còn đút anh Hai ăn với. Ừ, xuống đi, đút miếng nhỏ xíu cho anh Hai thôi. Không cần đút miếng lớn đâu. Đi, đi xuống. Anh Hai bỏ miệng ăn hết chưa? Ờ, bỏ miệng ăn hết đi, rồi em cho nữa kìa. Đúng rồi, cho anh Hai miếng nhỏ xíu thôi kìa, anh Hai lấy đi. Em đưa nè, anh Hai lấy đi anh Hai. Đó, rồi anh Hai ăn. Mùi giỏi quá, vỗ tay qua hô Mùi đi. Đó, anh Hai vỗ tay qua hô xíu Mùi đó. Giỏi quá à. Ngon không? Rồi, Mùi ngon không? Mùi ngon thì làm sao con? Ngon. Ừ, ngon làm vậy hả? Thôi, chào tạm biệt các bạn nha. Mùi đã đi chợ về và mua rất là nhiều bánh cho anh Hai ăn đó. Nhưng mà hai anh em xí Mùi chỉ thích bánh tráng trộn thôi. Anh Hai cũng thích ăn bánh tráng trộn thôi. Chào tạm biệt các bạn đi anh Hai. Bye. Bye bye. Gớt bánh tráng trộn rồi. Gớt bánh tráng trộn rồi. Rồi anh Hai bye bye đi.